Tất Trần xin kính chào các bạn khán giả của Thể thao Dân Việt. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại đại bản doanh của Than Quảng Ninh, nhưng không phải để tác nghiệp buổi tập của câu lạc bộ Than Quảng Ninh mà để tác nghiệp buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đáng chú ý trong cái buổi tập ngày hôm nay thì các cầu thủ Than Quảng Ninh trong quá trình chờ đợi đến giờ tập thì đã có thời gian để có thể nói là xem dò các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trước trận đấu diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 5 tới. Chúng ta cùng xem là buổi tập này của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có điều gì đặc biệt. Nhưng trước mặt thân thủ tiêu chuẩn để có thể
Hôm nay giờ mình mở. Thăm dò.